Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món cháo ăn dặm nữa dành cho bé. Đó là mình sẽ nấu cháo cá lóc và rau ngót. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một khứa cá lóc. Ở đây mình mua cá lóc đồng, rau ngót. Mình lấy cái phần lá và rửa sạch. Một chén cháo mình đã nấu sẵn. Bây giờ thì việc đầu tiên mình sẽ bắt tay vào thực hiện món cháo cá lóc nấu với rau ngót dành cho bé. Đó là mình sẽ mang cá đi luộc. Ở các video trước khi mà mình giới thiệu về các món cháo cá hoặc là cháo lươn ếch thì mình hay giới thiệu với các mẹ là mình sẽ cho vào 1-2-3 lát gừng gì đó để cho nó khử cái mùi tanh của cá mình được thơm ngon hơn nhé. Còn với rau ngót thì trong thời gian chờ luộc cháo thì mình sẽ mang bằm. Rau ngót này các mẹ cũng có thể là mình sẽ mang luộc sau đó mình vớt cái để mình bằm, còn cái phần nước mình giữ lại để mình nấu cháo. Hoặc các mẹ có thể bằm trực tiếp và nấu cháo lên và mình sẽ cho vào sau. Ở đây thì mình sẽ vì mình dùng cái lát nữa mình sẽ sử dụng cái nước luộc cá để mình nấu cháo nên là mình sẽ mang bằm cái rau ngót này nhé. Sau khi mình đã bằm nhỏ cái phần rau ngót của mình và cá mình luộc, bây giờ thì mình sẽ dùng cái phần nước mà mình luộc cá, mình vớt bỏ cái gừng, 2-3 lát gừng mà mình bỏ để luộc cá ra. Khi mà mình luộc cá mình cho gừng thế này thì cái mùi cá nó sẽ rất là thơm, nó khử đi cái mùi tanh. Rồi mình sẽ cho cái phần cháo đặc mà mình đã nấu sẵn vào cái phần nước luộc cá này. Nếu mà các mẹ nấu cháo lỏng, cháo vừa ăn cho bé rồi thì không cần phải dùng nước này nữa nhé. Mình có thể sử dụng nước này, nước luộc rau quả, rau củ hoặc là nước daishi, mà cái nước mà mình đang cho bé ăn. Mình nấu cháo. Bây giờ mình sẽ mang lên bếp mình nấu nhé. Mình đã, các mẹ hãy lấy cẩn thận, mình cứ có thể lấy xong thì mình kiểm tra, mình bóp cái cá của mình ra xem là cá của mình nó đã hết cái xương chưa nhé. Rồi mình sẽ mang đi bằm. Hoặc là các bé mà lớn tháng rồi thì các mẹ có thể dùng muỗng tám, không cần bằm cũng được nhé. Sau khi mình đã bằm xong phần cá và phần rau thì bây giờ mình sẽ đi nấu cháo nhé. Tên thì mình sẽ cho phần rau vào trước, tại vì cái rau này là rau ngót nên là nó sẽ còn hơi cứng hơn là một số loại rau, ví dụ như rau mồng tơi thì mình có thể cho vào sau, tùy thuộc vào cái rau mà mình cho bé ăn. Mình cho rau vào cho nó rau nó chín mềm. Rau ngót này thì nấu với các loại cháo cá thì rất là phù hợp. Rau ngót cái vị của nó có vị ngọt thanh, mùi rất là
đặc trưng, mùi thơm rất là đặc trưng. Nấu một chút xíu nữa là được rồi. Mình sẽ nêm vào món cháo cá này một chút xíu nước mắm để cho nó được thơm ngon hơn. Chút xíu thôi nha các mẹ. Ngoài nước mắm và dầu ăn dành cho bé thì các món cháo của bé mình không cho thêm bất cứ một loại gia vị nào cả, để cho mình tận dụng cái vị ngọt tự nhiên của thịt cá hay là rau củ. Sôi kỹ một chút xíu nữa rồi. Cháo của mình nấu, mình để nó sôi khoảng 2-3 phút, sôi được cục to như này. Rau và cá của mình cũng đã chín nhừ. Mình sẽ tắt bếp và mình sẽ cho thêm dầu ăn. Ở đây thì mình sẽ cho thêm một muỗng dầu ăn. Ở những video trước thì mình cũng đã có nhấn mạnh rất là nhiều lần về cái tác dụng của chất béo, đó là chính là dầu ăn mà mình cho bé ăn. Là một trong bốn chất quan trọng để cho các bé phát triển. Nên nếu mà thiếu chất béo thì bé sẽ không phát triển toàn diện được. Thì đa số chất béo làm cho là chất mà giúp cho bé hấp thụ được các chất khác, như trong các chất đạm ở trong cá thịt hay là vitamin ở khoáng chất. Nên là chất béo rất là quan trọng. Bây giờ thì mình sẽ cho ra chén để cho bé nhà mình ăn nhé. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một chén cháo cá lóc nấu với rau ngót dành cho bé. Hy vọng là với thực đơn ăn dặm này thì các bé sẽ ngon miệng và các mẹ sẽ có thêm cho mình một món vào thực đơn, góp phần đa dạng thực đơn ăn dặm của bé nhà mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ và các bé ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình và để nhận được những video miễn phí thì các mẹ hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo.